Quý vị và các bạn thân mến, những chiếc bàn ghế được làm từ dây nhựa chúng ta thường hay sử dụng ở nhà hoặc thường thấy ở các quán ăn hay quán cà phê, không chỉ là đồ dùng để trang trí ở nhiều không gian khác nhau, mà giới nghề làm những sản phẩm từ dây nhựa cũng đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Tại ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, nhiều chị em phụ nữ đã có thu nhập ổn định, cuộc sống được nâng lên nhờ công việc này. Gia đình bà Quỳnh Thị Hảo sinh sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh. Sau khi học nghề ở tổ hợp tác đan dây nhựa và nhận hàng về gia công tại nhà, đã giúp gia đình bà kiếm thêm khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Đầu năm nay, hộ bà Hảo đã được xóa tên khỏi danh sách hộ cận nghèo của xã. Từ khi cô đưa mặt hàng đan ghế về đó, là qua làm với cô nương thì thấy là thu nhập nó cũng khá hơn mọi lần. Một ngày làm có 80-90 cái trăm ngàn. Còn người làm giỏi thì cũng nhiều tiền hơn nữa. Tổ hợp tác đan dây nhựa ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc thành lập vào năm 2018, chuyên gia công các sản phẩm mặt bàn và ghế các loại cho một công ty sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu ở huyện Vĩnh Thạnh. Công việc khá đơn giản, không cần vốn, không bó buộc về thời gian, thu nhập lại ổn định. Mỗi tháng, một người có thể thu nhập từ 3 triệu đến 4 triệu 500 ngàn đồng. Mấy chị em mới vô không biết thì tôi chỉ hướng dẫn cho đan. Đan thì nói chung thì nó cũng dễ chứ không có khó. Thí dụ chị nào mà thích bắn thì cứ vô bắn. Mà đan thì cứ lãnh về đan thôi. Muốn mở rộng thêm ra để cho chị em có công ăn chuyện làm ổn định á. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tổ chức phối hợp, tổ chức được đến nay là 6 lớp nghề phi nông nghiệp. Như là cái mai công nghiệp, rồi kết cờm, rồi chầm non lá, đan dây nhựa. Thì trong đó thì cái việc mà cái lớp mà đan dây nhựa thì thu hút rất là đông đảo chị em phụ nữ tham gia, góp phần tạo cái thu nhập ổn định cho gia đình. Sản phẩm do tổ làm ra luôn đảm bảo chất lượng nên doanh nghiệp đã tin tưởng và đặt hàng thường xuyên. Nguồn hàng nhận về và đầu ra ổn định nên số lao động đến với nghề ngày càng tăng. Nếu như tổ chỉ có 27 thành viên hồi mới thành lập thì hiện nay đã tăng lên 50 thành viên. Kết quả phấn khởi này cũng là động lực để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc tiếp tục nhân rộng mô hình, giúp lao động nơi đây không phải đi xa mà vẫn có việc làm thường xuyên, đảm bảo cuộc sống gia đình.